Sáng ngày 29 tháng 1, 2021, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân về cách hành xử anh cho là ích kỷ, thiếu tình nghệ sĩ của một số bộ phận ca sĩ trẻ. Mr. Đàm viết, các em đồng nghiệp trẻ ơi, cần phải bổ sung hoặc thay đổi các suy nghĩ và quyết định ích kỷ của mình lại nha các cưng. Lành giải xong, đứa nào cũng lo đứng lên đi về sớm, để lại những chiếc ghế trống và vài người bạn đồng nghiệp chờ lãnh giải cuối cùng, ở lại một cách cô đơn lạnh lẽo, khiến không khí tận cùng của đêm trao giải và giây phút chúc mừng cho nhau hoàn toàn biến mất. Ít ra anh em, bạn bè cùng nhau chụp những tấm hình hay cơm cúp, nụ cười hạnh phúc bên nhau. Không, chỉ là những phút vui vẻ ngượng ngắn ngủi của những phút đầu khi vừa đến và đứng vào backdrop theo yêu cầu của photographer và ban tổ chức. Bởi vậy, ca sĩ trẻ ngày nay mãi mãi không bao giờ có được những kỷ niệm đẹp và vui thật vui với đồng nghiệp như bọn tôi lúc trước hay những thế hệ xa hơn. Những buổi chiều cùng nhau make up ở hành lang của một khách sạn tỉnh, diễn xong ăn khuya, nhậu nhẹt và kể chuyện tếu táo trên sân khấu hôm nay ra sao, đứa nào được gì và bị gì. Hoặc là sau mỗi lần trao giải của làn sóng xanh năm xưa, là cả một rừng nghệ sĩ có giải hay không có giải, đều tập trung về một điểm để ăn mừng hát hò và nhậu tẹt ga. Có người thay đồ khác thoải mái hơn cho dễ quậy, mà cái mặt make up nửa ký phấn vẫn để nguyên bất chấp. Cuộc sống bây giờ đã thay đổi, không còn cảnh đi xe đoàn chung mười mấy ngôi sao và ca sĩ trẻ đi tỉnh trên một xe với cả đạo cụ sân khấu, loa, âm thanh nữa. Ai nấy đều tự túc cho khỏe và thoải mái và chủ động hơn cho sinh hoạt cá nhân. Ok, đồng ý. Nhưng ít ra những buổi trao giải như đêm qua là cơ hội để vui cùng nhau, để những kỷ niệm, những chia sẻ là rất quý và hiếm. Không, mặt bé nào cũng rất nghiêm trọng và nguy hiểm khi ra về nhìn nhau, nhìn mọi người xung quanh. Có vài bé thì 8 đến 10 vệ sĩ xung quanh, mặc dù không một khán giả hay fan nào vây hoặc lại gần để làm gì cả, chỉ biết nhìn và lắc đầu nhẹ, rất nhẹ. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định khi chia sẻ những điều này, anh chỉ mong các em nhỏ nhìn nhận lại và thay đổi cách hành xử của mình chứ không phải để đánh bóng tên tuổi. Anh có chút tâm tình gửi đến các em nhỏ, hy vọng là các em sẽ đọc được và sẽ chọn cho mình cách để cái tình nghệ sĩ được có trong mình. Và cũng có thể sẽ có vài kẻ xấu tính xấu miệng, phán rằng cha này già rồi ganh tị với đàn em. Thế hệ chúng tôi như tôi, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Từ Nguyễn Sinh không nhận giải thưởng âm nhạc cách đây 5 đến 10 năm rồi. Theo những thông tin mà Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, nhiều khán giả hiểu rằng anh đang nhắc tới lễ trao giải làn sóng xanh 2020 diễn ra vào tối 28 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện này, Mr. Đàm cũng có mặt và có thể đã chứng kiến những hành động không mấy đẹp mắt của một số ca sĩ trẻ nên mới gửi tâm thư. Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Đa số khán giả đều đồng ý với quan điểm của Đàm Vĩnh Hưng và cho rằng cách hành xử của một số bộ phận ca sĩ trẻ hiện nay không thực sự phù hợp. Tham gia đêm trao giải có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Thị Linh, Jack Eric, Hòa Minh Chi, Ami, Hoàng Dũng. Các rapper Pinzy, Wowy, Ricky Star cũng có mặt, mang đến những phần trình diễn sôi động. Một trong những tâm điểm của sự kiện chính là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Mỹ Tâm vào phút cuối để trình diễn hai bản hit đình đám một thời, Mãi Yêu và Yêu Dài Khờ. Không hổ danh là thần tượng của mọi thần tượng, giây phút họa mi tóc nâu bước ra sân khấu, cả khán phòng như muốn nổ tung bởi tiếng cổ vũ tràn ngập từ khán giả lẫn nghệ sĩ khách mời. Đặc biệt, khi Pinzy lên sân khấu nhận giải, MC đã gợi ý cả hai sẽ cùng song ca BTC Boy phiên bản No Beat. Sau vài giây chần chừ, cả hai cũng đồng ý hát hai câu mở đầu. Nếu câu của Pinzy mượt mà đậm chất bad boy bao nhiêu, thì Diệu Nhi tiếp tục chứng tỏ khả năng phá hit thượng thừa của mình, khiến khán phòng ồ lên vì tình cảnh hài hước này. Năm nay là một năm không mấy thành công của Sơn Tùng MTB ở lễ trao giải và ở làn sóng xanh cũng không phải ngoại lệ. Anh chỉ có duy nhất một chiếc cúp top 10 bài hát được yêu thích cùng với 9 dự án âm nhạc khác. Ngoài ra, nam ca sĩ trắng tay hoàn toàn dù nhận được đến 4 đề cử. Ngược lại ở phía Jack, người được xem là đối thủ nặng ký của Sơn Tùng đã được xướng tên ở hạng mục nam ca sĩ được yêu thích nhất. Hạng mục mà Sơn Tùng cũng được đề cử. Đây cũng là một thành quả xứng đáng mà Jack nhận được với độ phủ sóng và lượng khán giả hùng hậu trong suốt năm qua.